Cách quay video không cần học thuộc kịch bản, mọi người cùng theo dõi nhé. Đầu tiên thì mọi người hãy vào App Store trên iPhone hoặc CH Play ở trên các phần mềm Android để chúng ta tải một cái app có tên là Teleprompter về để chúng ta sẽ thực hiện cái cách làm video như thế này, được chưa? Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ vào cái ứng dụng này nhé. Đây là cái biểu tượng của cái phần mềm này và đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái ký hiệu cái bút này để chúng ta có thể chuẩn bị cái nội dung. Đây, đây là cái nội dung mà em đã chuẩn bị, ví dụ như là 8 tiêu chí lựa chọn sản phẩm trong kinh doanh. Thì giới hạn của cái chuẩn bị nội dung này chỉ gồm là 1.200 từ thôi. Nên là chúng ta sẽ quay những cái video đưa ra những cái tiêu chí này, đưa ra những cái lời khuyên, hoặc là video cũng ngắn thôi, dao động từ 1 cho đến 2 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ ấn lưu. Đó, thì mọi người sẽ để ý nhá, cái nội dung này nó đã hiện lên trên này rồi và nó sẽ chạy để cho chúng ta đọc theo. Và cái tiếp theo, mọi người để ý bên dưới sẽ có cái phần dấu cộng, dấu trừ và dấu tam giác chạy, đúng không? Thì đây là cái điều chỉnh tốc độ chạy của chữ. Mình sẽ để từ tầm 25 cho đến 30 hoặc là 35, tùy theo cái tốc độ mọi người nói. Ví dụ như là em để trên tầm 28 này. 28 sẽ là chế độ rất là đẹp để chúng ta có thể nói được, chưa ạ? Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái quay video này nhé. Chúng ta sẽ có 5 giây để chuẩn bị. 8 tiêu chí lựa chọn sản phẩm trong kinh doanh on. Đây là bước vô cùng quan trọng quyết định sự thành công của bạn. Thứ nhất, cần phải chọn được sản phẩm hợp pháp, có thương hiệu, uy tín, đầy đủ giấy tờ pháp lý, kiểm định của Bộ Y tế và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để chúng ta có thể yên tâm phát triển lâu dài. Sau khi quay xong cái video này thì chúng ta sẽ ấn vào cái ô vuông này. Rồi, và chúng ta sẽ ấn lưu cái video nhé. Mọi người thử xem nó sẽ chạy như nào nhé. 8 tiêu chí lựa chọn sản phẩm trong kinh doanh on. Đây là bước vô cùng quan trọng. Mọi người để ý nhé, trong cái phần mềm này thì nó sẽ luôn luôn là để cái gương mặt thật của mình, giống như là quay video cam thường của điện thoại iPhone ấy. Đấy, thế nên nó sẽ xảy ra cái tình huống đấy là mặt của chúng ta bị ngược so với khi mà chúng ta selfie, nên là mọi người sẽ nhìn cảm giác nó hơi bị lệch và không được tự nhiên. Đấy, thì khi mà lưu xong cái video này thì nếu mà mọi người thấy ok rồi thì chúng ta có thể dùng những cái phần mềm chỉnh sửa hoặc là cắt đi những cái đoạn thừa, sau đó chúng ta sẽ được một cái video hoàn chỉnh. Còn nếu không thì khi mọi người lưu cái video này xong, em sẽ hướng dẫn mọi người thêm một cái phương pháp chỉnh sửa nữa để cái video của chúng ta thêm thu hút hơn nhé. Đó là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm CapCut. Mọi người vào CapCut này. Sau đó chúng ta sẽ vào dự án mới. Sau đó thì chúng ta sẽ vào cái video mà chúng ta muốn chỉnh sửa. Đây, ví dụ như này nhá. Mọi người để ý xem khuôn mặt của chúng ta đang nhìn trông có vẻ hơi lệch đúng không? Đấy, chúng ta sẽ vào phần chỉnh sửa. Tiếp tục di đến phần chỉnh sửa có ký hiệu là hình ô vuông á. Đó, sau đó chúng ta sẽ ấn vào phần phản chiếu, tức là sẽ lật ngược lại cái màn hình lại, được chưa? Mọi người nhìn trông đã tự nhiên hơn chưa? Cũng quan trọng trong... Tiếp theo, mọi người sẽ chỉnh cái video này sang một cái hiệu ứng trông nó đẹp hơn nhá, không phải là cam thường nữa, thì mọi người sẽ ấn vào bộ lọc. Sau đó, thường thường thì em sẽ vào cái phần tự nhiên này và chọn cái hiệu ứng hoa anh. Đó, trông rất là xinh đúng không? Tiếp theo thì có rất là nhiều cái phần để chúng ta có thể trải nghiệm, ví dụ như tốc độ. Ví dụ như cái video này mọi người cảm thấy là chúng ta nói hơi chậm thì các chị hãy vào phần tốc độ. Sau đó chúng ta ấn vào bình thường. Rồi chúng ta di chuyển, ví dụ như tăng lên 1.1 đi để cho video nói nhanh hơn. Tiêu chí lựa chọn sản phẩm trong kinh doanh on, đây là bước vô cùng quan trọng trong quyết định sự thành công của bạn. Thế bây giờ mọi người thấy cái video này chúng ta nói hơi nhỏ thì mọi người vào âm lượng, sau đó chúng ta vuốt lên thật là to. 8 tiêu chí lựa chọn sản phẩm trong kinh doanh on, đây là bước vô cùng quan trọng trong quyết định sự thành công của bạn. Rồi, thứ nhất thì chúng ta sẽ chọn phần âm thanh, sau đó chúng ta sẽ chọn cái bài tùy theo chúng ta muốn, ví dụ chọn cái bài này nhá. Đó, âm thanh này chúng ta giảm đi, chỉ để nhỏ nhỏ thôi. Yên tâm phát triển lâu dài. Thứ hai, sản phẩm phải mang lại giá trị. Được chưa? Đó, như vậy là chúng ta đã có một cái video rất là hay rồi. Còn cái phần đầu này hay là phần cuối mà mọi người thấy mà chúng ta thừa thì chúng ta xóa đi. Chúng ta chọn một cái video, sau đó chúng ta di chuyển đến cái phần chúng ta muốn cắt. Vậy là ok, được chưa? Đấy, rất là đơn giản, chúng ta sẽ có một cái video hoàn chỉnh. Sau đó thì mọi người sẽ ấn cái dấu tích ở bên trên này để chúng ta xuất cái video này ra. Như vậy là ok nhá. Rồi, chúc mọi người thực hiện thành công cái cách quay video mà không học thuộc kịch bản này.